Thì hôm nay mình sẽ thực tập cái bài là các lớp vi tính sở não. Thì cái bài này các bạn đã học ở trên lý thuyết rồi, thì mình chỉ tóm gọn lại thôi. Mình nhắc một số điểm các bạn cần lưu ý để khi mấy bạn đọc phim nó giúp ích cho mấy bạn sau này khi mấy bạn tiếp cận các cái phim các lớp vi tính khác. Rồi, thì cái về mặt kỹ thuật đó, thì các lớp vi tính thì bản chất cũng là TX, thì nó khác với X quang là nó sử dụng nhiều lần quét TX, nhiều lần quét TX qua cơ thể của bệnh nhân nha. Thì mỗi lần mà cắt một lát là giống như mình cắt một cái một lát dây leo, một lát thì mình sẽ ra được một cái hình 2D ha, một cái hình 2D của cơ thể bệnh nhân, giống như là các cái thiết đều giải phẫu á. Thì tùy theo mình hướng mình cắt thôi. Thì thường là cắt sọ não thì mình cắt theo cái hướng hướng trên xuống dưới hoặc là dưới lên trên cũng được, đó là theo cái hướng cắt. Và mình học theo cái lát giải phẫu thì mình học từng theo cái một số cái định vị ở một số cái lát cơ bản, từ đó mình chỉ ra các cấu trúc giải phẫu, chứ mình không thể nào mình đi hết từ trên xuống dưới hết được ha. Tại vì nó khi mà người cắt lớp vi tính toàn bộ cái sọ của người ta thì rất là nhiều lát ha. Thì trên phim cắt lớp vi tính thì người ta dùng cái từ để mô tả đậm độ ha. Thì các bạn dùng, ví dụ trên siêu âm thì mình có cái độ hồi âm, còn trên X quang thì mình có cái độ hình sáng hình mờ, còn trên CT thì mình sử dụng từ đậm độ hoặc là từ tỷ trọng ha. Ở trong nam thì mình dùng từ đậm độ, phía nam thì những còn những cái ở phía bắc thì người ta thường sử dụng từ là tỷ trọng. Thì mình sẽ có là giảm đậm độ, đồng đậm độ hoặc là tăng đậm độ. Tăng đậm độ có nghĩa là cái hình nó trắng hơn ha. Giảm đậm độ là cái hình nó xám mà nó đen hơn. Thì để mô tả một cái đậm độ trên CT á, thì người ta đo bằng cái thang Hounsfield. Thang Hounsfield nó có cái giá trị, cái này nó sẽ không thay đổi theo cái cửa sổ. Hiện lát cái cửa sổ là gì mình sẽ nói cho mấy anh chị biết. Thì khi mà một cái cấu trúc nào đó ha, nó có một cái đơn vị Hounsfield càng cao thì nó càng trắng, hay là cái đậm độ nó càng cao. Còn cái một cái cấu trúc nào đó mà có cái đậm độ Hounsfield, có đơn vị Hounsfield này nó càng thấp, nó càng đen. Thì trên các lớp vi tính sọ não á, các anh chị lưu ý dùng như những cái đậm độ cơ bản nha. Những đậm độ cơ bản thì đen nhất là khí nha, là -1000, nó nằm màu đen nhất, khí là -1000. Rồi trắng nhất là xương, vôi và các cái cấu trúc kim loại ha, là nó trên 1000 Hounsfield, trên 1000 Hounsfield. Rồi ở giữa nha, ở giữa mình chỉ lưu ý giùm mình, ở giữa nha là dịch não tủy. Dịch não tủy thì nó sẽ có cái đậm độ là khoảng 0 tới 10, thì mình nhớ đơn giản là không đi ha, không, ở giữa là không. Rồi sau dịch não tủy nè, thấp hơn dịch não tủy chút xíu nhưng mà cao hơn so với khí là mỡ. Mỡ thì nó sẽ có đậm độ là khoảng -30 tới -100. Thì mình nhớ lại ha, -1000 tới 1000. -1000 là khí, 1000 là xương kim loại, ở giữa là không là nước hoặc là dịch não tủy. Rồi sau nước dịch não tủy phía dưới đó, đen hơn nước có dịch não tủy nữa đó, là mỡ. Rồi rồi trong phần nhu mô não ha, trong nhu mô não thì mình sẽ có chất xám và chất trắng. Thì cái chất trắng á, thì nó có đậm độ là khoảng 30 Hounsfield, 30 Hounsfield. Còn chất xám thì nó sẽ có cái đậm độ cao hơn là khoảng 38 Hounsfield, nên là nó mình nhìn trên CT, khi mà mình nhìn trên CT giải phẫu bình thường thì chất xám này nó sẽ có đậm độ cao hơn so với chất trắng, do đó nó sẽ trắng hơn so với chất trắng, là nó ngược so với cái tên nha, ngược so với tên. Rồi còn nếu mà cao hơn so với chất xám và chất trắng khoảng 60 80 nữa là máu. Máu này là lưu ý là máu máu chảy máu cấp, máu vừa chảy ra và máu đông, thì nó sẽ có đậm độ là 60 với 80. Thì khi mà máu nó chảy ra ở giai đoạn cấp thì nó sẽ có đậm độ cao, nhưng mà sau đó theo theo thời gian thì nó sẽ có nó giảm tỷ trọng, do nó bị phân giải các cấu trúc bên trong, nó sẽ giảm lại và nó giai đoạn màng thì nó sẽ trở về thấp lại gần như như là dịch não tủy. Chỗ này mấy anh chị lưu ý nha. Rồi như vậy mình nhớ cái thang này, đằng khi mà mình đọc phim thì mình biết ha, cái cấu trúc nó là cái gì. Rồi thì ở chỗ này thì cái hình nè, hình là cửa sổ nhu mô của các lớp vi tính sọ não ha. Mình lấy ra một phần để mình mô tả cho mấy anh chị xem ha. Ở đây thì mấy anh chị nhìn ha, ở ngoài này là không có gì nè, ngoài phía xương sọ là khí nên nó sẽ có màu đen. Rồi, đen sau đó rồi tới, nếu mà
trắng nè, ở xương nè, anh chị thấy là đậm độ nó cao hơn so với khí nha. Rồi còn ở trong nhu mô não là chỗ này là não, vị trí não thất, thì cái này là dịch não tủy. À, dịch não tủy thì nó sẽ vẫn là màu đen nhưng mà nó ít đen hơn so với khí ở bên ngoài này. Đúng không? Rồi tiếp theo đó là nhu mô não. Nhu mô não thì nó sẽ có sắc xám và chất trắng, thì cái phần màu đen này là chất chất trắng, còn cái phần màu xám trắng trắng hơn đó là nó đậm độ nó cao hơn so với chất trắng đó là chất xám. À. Rồi. Thì ngoài khi mà mình cắt, khi mà mình chụp các lớp vi tính thì người ta sẽ cắt từng lát theo cái trục ngang như vậy, như nãy mình có nói ha, theo trục ngang như này của cái sọ não. Sau đó thì dựa vào những cái hình này nè, dựa nhìn người ta sẽ tái tạo các hình ảnh lại, tái tạo lại các mặt cắt. Thí dụ như là mặt cắt như vậy, nghĩa là mình nhìn từ trước ra sau ha, như vậy thì gọi là corona ha, hay là mặt cắt vành. Hoặc là mình tái có thể tái tạo lại theo cái mặt mặt là nhìn từ từ bên ha, hoặc là surgical ha, hay là nhìn bên, nhìn nghiêng đó. Còn cái này là nhìn ngang ha, nhìn ngang. Thì khi mà nhìn ngang như thế này á, cái mặt cắt ngang như này mặt cắt đục thì quy ước ha, là hình bên này, bên này ha, bên trái của mình màn hình của mình á, hay là bên phải của bệnh nhân, cũng giống như trên phim X quang thôi. Rồi trên đây cũng vậy, khi mà dựng hình lại cũng vậy, thì bên trái của có màn hình là bên phải của bệnh nhân. Rồi tiếp theo là về cửa sổ khảo sát ha, cửa sổ khảo sát. Cái cửa sổ khảo sát là một cái chế độ thôi, cái chế độ người ta gọi là cái cửa sổ nặng. Để làm gì, mục đích là để làm gì, để chỉnh cái độ tương phản của các cái cấu trúc. Tùy vào cái mục đích mình muốn xem cái gì nha, mục đích mình xem gì. Thì ở nhu mô nè, xin lỗi, ở các lớp vi tính sọ não thì người ta có hai cái cửa sổ chính là cửa sổ xương và cửa sổ nhu mô. Cửa sổ xương và cửa sổ nhu mô. Thì mặc dù là chỉnh nó cửa sổ khác nhau nhưng mà cái độ sao phiêu của nó là nó không khác nhau. Nó không khác nhau. Nó chỉ khác nhau về cái độ tương phản giữa các hình ảnh thôi. Nhưng mà cái độ sao phiêu nó không khác nhau ha. Thì ở bên đây bên phải màn hình của mình là cửa sổ nhu mô. Còn bên trái là cửa sổ xương. Thì ở cửa sổ xương này là để mình khảo sát những cái cấu trúc, ví dụ như là xương sọ nè, xương sọ nè, khí nè, khí trong các xoang nha, đặc biệt để mình xem có nứt sọ hoặc là vỡ lún sọ hoặc là tổn thương ở các xoang, ví dụ như là vỡ xoang hay là tụ dịch trong xoang, tụ máu trong xoang, thì mình xem trên cửa sổ xương này. Còn cái cửa sổ nhu mô này nè, để mình xem các cái cấu trúc bên trong nhu mô não, ví dụ như chất xám, chất trắng, dịch não tủy, có tụ máu ở trong đây không, có đụng dập gì trong đây không, thì mình coi trên cửa sổ nhu mô. Tại sao mình phải trên cái các lớp vi tính này mình phải coi cái cửa sổ xương nha. Coi cái cửa sổ xương thì mình hình nhìn hai cái hình này mình minh họa ha. Ở hai cái này là cùng một mặt cắt ở cùng một bệnh nhân ha. Gần gần cũng rồi, thì mấy anh chị thấy là nếu mà trên cái cửa sổ nhu mô mình chỉ thấy xương đây nó không có tương phản tốt, anh chị thấy là nguyên cái bảng xương là đều màu trắng như nhau hết. Còn nếu mà anh chị để ý xương ở chỗ này nó có là vỏ xương nha, và phần phía trong rồi tới vỏ xương bên này, bên đây cũng vậy. Anh chị thấy là cái phần xoang á, anh chị sẽ thấy rõ các tế bào trũng. Còn bên đây là mình chỉ thấy một màu đen duy nhất thôi, do cái cửa sổ này để khảo sát nhu mô nên là nó không có hiển thị tốt cái phần cấu trúc xương. Ở đây cũng vậy, có cấu trúc ở son sàn cũng vậy, là toàn một màu đen. Còn bên đây mình có thể thấy những cái vách của cái son sàn ha, cái tế bào sàn ở đây. Ở đây là cái điểm khác biệt giữa hai cái cửa sổ. Như vậy mình nhấn mạnh lại là cửa sổ xương để mình coi cái xương có vỡ, có lún gì không, có nứt sọ không. Rồi mình coi xoang, các xoang có vỡ thành xoang không, có tụ dịch ở xoang không. Còn cửa sổ nhu mô để mình đánh giá coi có tụ máu ha, tụ máu đụng dập nhu mô não gì không, có cái tổn thương chất xám chất trắng gì không phía bên trong này. Rồi như cái hình này thì mấy anh chị sẽ thấy là một bên là bên phải mình là cửa sổ xương, còn bên trái mình là cửa sổ nhu mô ha. Thì cửa sổ xương này mình sẽ coi được là nứt sọ và tụ khí, nứt sọ lún sọ ha, và tụ khí nội sọ. Rồi còn phía bên trong này mình rất khó đánh giá. Còn ở trong đây thì mình cửa sổ nhu mô thì ngoài cái chuyện mình thấy nứt sọ đây, mình còn thấy được cái phần mà dập não phía trong này nữa, là những cái tụ máu nhỏ phía trong này.
Rồi. Mà tiếp theo là khi mà mình có một chút cái cơ bản về các lớp vi tính thì mình nhắc lại các cái cấu trúc giải phẫu trên cái lớp vi tính sọ não, thì mình không thể nào mà mình đi từng lát mà hết trơn được, mình sẽ lựa một số cái lát tiêu biểu trên cái hình này để mình minh họa cho mấy anh chị biết là cái nó có cái cấu trúc giải phẫu gì. Thì khi mà mấy anh chị khi mà kiểm tra hay thi á, thì cái giải phẫu là cũng là một cái phần trong cái nội dung kiểm tra và thi ha, mà nó khá quan trọng ha. À, mình nhớ là ở hai cái bán cầu đại não mình á, thì nó tách nhau bởi một cái phần, đó là cái liềm não, đúng không? Cái liềm não ở giữa này. À, liềm não ở giữa này thì nó chia hai bán cầu đại não. Thì mặc dù như vậy nhưng mà ở hai bên bán cầu não nó sẽ liên tục với nhau ở ở đoạn giữa này, ở đoạn giữa này. Đoạn giữa này người ta gọi là cái phần thể chai ha, thể chai này nó liên tục với nhau. Thì khi mà nó có một cái tổn thương nào đó mà nó xô đẩy, nó gây thoát vị, nó sẽ thoát vị ra cái phần hỏng này, cái phần mà nó ở giữa này, nó có thể thoát vị qua đây, người ta gọi là thoát vị dưới dưới liềm não ha, dưới liềm não. Rồi. Rồi. Còn cái vị trí này là lều tiểu não, lều tiểu não thì tương ứng là chỗ này. Đây, tương ứng là cái chỗ này. Thì khi mà có một cái tổn thương nào mà nó thoát vị qua chỗ này, qua cái chỗ ranh giới này, gọi là thoát vị qua lều tiểu não nha. Rồi. À, về hệ thống não thất thì mình sẽ có là hai cái não thất bên nha. Hai não thất bên đổ vào não thất ba. Rồi. Não thất bên thì mình sẽ có sừng trước và sừng sau, và kèm theo sừng thái dương nữa. Thì bình thường á, là trên một cái người bình thường á, thì đa số các trường hợp mình sẽ thấy sừng trước và sừng sau thôi, còn cái sừng thái dương này là ít khi nào mình thấy đó. Rồi ở giữa là mình có não thất ba ha, não thất ba rồi phía trước của tiểu não là mình sẽ có là não thất tư. Giữa tiểu não là não thất tư thì có cái khoang mà dịch não tủy nó đi trong này là nó sẽ thông thương với nhau ha. Rồi. Mình nhắc lại một số cái cơ bản thôi ha, cái cơ bản giải phẫu giờ mình đi từng lát ha, từng lát trên CT. Thì nếu mà mình đi từ thấp nè, đi từ thấp thì mình sẽ có là cái lát qua nền sọ ha, qua nền sọ thì nó giống như hình chữ X ha, mình nhớ cho nó dễ nhớ. Rồi thì phía trước này là nhu mô não của thùy trán, hai bên này là nhu mô của thùy thái dương ha. Phía sau này thì nó sẽ gồm hai thành phần ha, phía sau này gồm hai thành phần, mình nhìn ở đây, phía sau này gồm hai thành phần. Thì phía trước này là cầu não, phía trước này cầu não, phía sau này là tiểu não, này là tương ứng chỗ này nha anh chị, nhìn ở đây là cầu não đúng không, rồi đây là tiểu não thất tư, rồi sau đó là tiểu não ha. Cầu não nữa, não thất tư và tiểu não tương ứng này là cầu não nè, não thất tư và tiểu não, phía trước này là thùy thùy trán ha, hai bên là thùy thái dương. Rồi cái chỗ chữ X này á là tương ứng với cái xương xương thái dương ha, phía sau là phần đá xương thái dương nè, đó phần đá xương thái dương. Rồi chỗ này là khí bào chuẩn. Rồi. Khi mình đi lên ha, mình đi lên cái lát này, mình đi lên ha, đi lên trên đây thì nó qua cái lát người ta gọi là cái lát dấu hình ngôi sao ha, ngôi sao. Thì ngôi sao này tương ứng cái bể trên yên, bể trên yên, tại vì chỗ này là có cái lúc nãy là vị trí này là tương ứng với hố yên ha, trên đây nó có bể, người ta gọi là bể trên yên. Rồi. Thì phía trước vẫn là thùy thùy trán ha, hai bên là thùy thái dương. Rồi ở trước này là cũng là cầu não ha, thì sau này là tiểu não, và chỗ này là có một cái cấu trúc chứa dịch não tủy là gì, là não thất tư ha. Chỗ này thì mấy anh chị nhớ đây, não thất tư ha. Rồi, phía sau là tiểu não, rồi phía trước này là cầu não đó, phía trước thì trán, chỗ này là bể trên yên. Cái bể trên yên này nó khá là quan trọng ha, các anh chị nhớ là nó chứa dịch não tủy và nó màu đen ha. Và trong những trường hợp mà xuất huyết dưới nhện mà dưới nền sọ thì nó làm tăng đậm độ cái rãnh này, tăng đậm độ cái bể trên yên này. Hoặc là trong những trường hợp mà có thoát vị não thì nó sẽ co kéo làm mất cái hình ngôi sao này, anh chị cần lưu ý chỗ này. Này. À, tiếp theo cái lát tiếp theo là cái lát giống như cái gương mặt cười á, giống như cái gương mặt cười. Thì để mình học cái lát này thì mình xem lại cái giải phẫu chút xíu. À, con mình nhắc lại giải phẫu chút xíu. Thì mình nhớ là ở cái lát chỗ này hình gương mặt á,
mình nhớ là nó có những cái nhân xám mà quan trọng, những nhân xám quan trọng. À, thì chất xám thì trên CT nãy mình có nói nó sẽ trắng hơn so với chất trắng, có tỷ trọng, có đậm độ cao hơn. Rồi mình nhìn chỗ này ha, thì mình có là cái nhân chỗ này nè, nhân chất xám chỗ này nè là nhân đuôi, nhân đuôi. Rồi ở ngoài này là nhân nhân bèo, đúng không? Ở dưới này là đồ thị. Rồi thì cái nhân đuôi này nó nằm sát với cái sừng trước cái não thất bên, nằm sát với sừng trước não thất đó. Nhân đuôi, nhân bèo và đồ thị, thì giữa nhân đuôi, nhân bèo và đồ thị này nó có một cái, nó giống như mà dấu bé hoặc dấu lớn đó, cái chất trắng này nè. Đó, nó hình dấu bé dấu lớn hai bên đó. Thì cái chỗ này người ta gọi là bao trong ha. Bao trong, bao trong là bó sợi chất trắng này. Nó đi từ vỏ não nó đi xuống nè, nó đi từ vỏ não mà đi xuống đó. Rồi. Còn phía ngoài này là các cái chất xám vỏ não ha. Ở chỗ này là rãnh, rãnh sinuvius ha. Hai bên này là rãnh sinuvius, chất xám vỏ não. Rồi thì mình đi qua cái chỗ này ha. Chỗ này thì mình nhớ chỗ này là hai cái sừng nè, hai con giống như hai con mắt đó. Phần trước đó là sừng trán của não thất bên ha. Còn phía dưới này là đồ thị, xin lỗi là nhân đuôi ha, là nhân đuôi. Và phía giữa này là giống như cái lỗ mũi nè, nó là cái não não thất ba ha. Còn cái dấu mà cái miệng cười đó là cái bể quanh của não sinh tư ha. Phía trước này là cái cuống não. Rồi cái lát tiếp theo ha, mình nhớ nè, nãy mình có nha nhắc với mấy anh chị đó, là kế bên cái sừng trán não thất bên là nhân xám, đó là nhân đuôi ha. Rồi phía ngoài này là nhân nhân bèo, bèo phía dưới này là đồ thị, đúng không? Đồ thị. Còn cái chất trắng mà nó giữa nhân đuôi, nhân bèo và đồ thị đây, nó cái chỗ vùng đen đen này đây, nó là bao trong ha. Bao trong này sừng trán não thất bên, sừng sừng sau hay là chẵm này đó. Còn phía nào này là chất xám vỏ não ha, chất xám vỏ não. Còn chỗ này là những cái chất trắng đấy, màu đen này nè, chất trắng. Còn chỗ này là bao trong ha, đây là bao trong hai bên. Mình có thể đi chi tiết, đó là phía trước mình gọi là sừng trước bao trong, sừng trước bao trong. Còn phía sau này gọi là chi sau bao trong. Cái lát tiếp theo là lát giống hai con sâu, khi cái lát này nó cắt ngang qua cái thân não thấp bên mình sẽ có giống như hai con sâu vậy. Thì đây là thân của não thấp bên đó. Ở ngoài này là chất xám vỏ não, ở trong đây mà anh chị thấy mà nó đen đen nó len lỏi là chất trắng. Trên đây có một cái vùng gọi chất trắng đó, nó nằm ở giữa đây, người ta gọi là trung tâm bán bầu dục ha. Trung tâm bán bầu dục. Rồi thì từ nãy tới giờ thì có những cái cấu trúc giải phẫu như vậy. Ở giữa này là liềm não ha, giữa này màu trắng là liềm não, nó chia giữa hai cái bán cầu ra. Thì khi mà mấy anh chị đọc, mấy anh chị để ý một cái nữa, đó là cái rãnh não ha. Cái rãnh não là cái màu đen này nè, nó chứa dịch não tủy nè, cái rãnh não. Thì bình thường á nó sẽ màu đen, là nằm giữa hai cái vùng màu trắng, nó hơi đậm màu trắng hơn, đó là chất xám ha. Còn màu đen ở giữa này là cái rãnh não. Thì bình thường á là rãnh não mình nó sẽ có và nó nằm sát với xương sọ. Khi mà cái rãnh não này nó mất, có thể mất là do một cái cấu trúc gì đó, một cái tụ máu gì đó nó đẩy cái rãnh não mình vô trong, hoặc là cái máu nó chảy vào cái rãnh não này thì nó sẽ làm cái rãnh não này mất màu đen ha. Đó là những cái quan trọng, nhớ là giùm mình là cái rãnh não màu đen nó nằm sát với bên ngoài. Cái chỗ này là cái rãnh não thì nó nằm đây, đó là tương ứng như cái rãnh não đây. Thì mỗi mỗi cái rãnh não thì nó sẽ có chất xám nó bao quanh. Em anh chị thấy là nó nằm sát ở ngoài vỏ này, nó nằm sát ở ngoài xương sọ đây. Mỗi cái rãnh não này nó chứa dịch não tủy và nó có nó bao quanh. Thì cái tổn thương của trong cái phần bệnh lý của cái bài hôm nay thì nó sẽ có hai cái nhóm chính ha. Đó là cái phần mà chấn thương và cái phần nhồi máu, phần tai biến mạch máu não. Thì đầu tiên là mình xem về phần cái chấn thương trước. Đầu tiên là cái tổn thương về hộp sọ, ví dụ như là xương sọ hay là phần mềm á. Xương sọ thì nó sẽ đa dạng lắm, nó sẽ có nứt sọ, rồi lún sọ, rồi vỡ sọ, vân vân. Tổn thương phần mềm nó có tụ máu trong mô mềm á. Còn trong mà tổn thương mà trong phần nội sọ
phần trong phần phía trong bảng xương sọ thì mình sẽ chia ra làm là trong trục và ngoài trục ha, trong trục và ngoài trục. Thì mình nhớ là cái tổn thương nào mà từ cái màng màng mềm này nè, à, màng mềm trở vô thì nó gọi là trong trục, còn từ mà cái màng mềm này mà trở ra đó là gọi là ngoài trục. Vậy thì trong trục thì mình sẽ có những cái ngoài trục thì mình sẽ có các tổn thương ví dụ như là tụ máu màng cứng, tụ máu dưới màng cứng và xuất huyết dưới nhện. Còn tổn thương trong trục thì mình sẽ có là tụ máu trong nhu mô não ha, nhập não, những trường hợp xuất huyết não thì nó nằm ở chỗ phía trong trục. À, nó có hai cái phần lớn như vậy nên mình chỉ nhớ. Thì ngoài trục thì mình sẽ có ba nhóm lớn là tụ máu ngoài màng cứng, tụ máu dưới màng cứng và xuất huyết khoang dưới nhện. À, trong trục thì mình sẽ có dập não, tụ máu trong não, rồi có sự tổn thương thì trục lan tỏa ha, xuất huyết trong não vân này. Thì cái chỗ này là cửa sổ xương nha, cửa sổ xương thì đây là tổn thương ở hộp sọ ha, này lún sọ thì trán ha, rồi cái này nứt sọ bên phải bên trái, này dễ rồi mấy anh chị có thể dễ phát hiện ha. Rồi tiếp theo là những cái tổn thương mà phía phía bên trong xương sọ ha, trong xương sọ thì mình có ngoài trục có tụ máu ngoài màng cứng. Thì tụ máu ngoài màng cứng thường nó sẽ là hình thấu kính lồi hai mặt ha, thấu kính lồi hai mặt và tăng tỷ trọng hay tăng đậm độ do chảy máu cấp đó, nó tăng tỷ trọng. Thì thường là do bị tổn thương các cái động mạch màng não, động mạch màng não sẽ làm chảy máu ở ngoài màng cứng, sẽ có cái hình thấu kính lồi. Còn nếu mà tổn thương những cái mạch tĩnh mạch ha, tĩnh mạch màng não thì mình sẽ có là tụ máu dưới màng cứng. À, phía dưới màng cứng thì đặc điểm của nó là nó khác với tụ máu ngoài màng cứng là nó hình liềm. À, dưới màng cứng này nó sẽ hình liềm, bờ trong nó không đều, hai bờ trong nó không đều. À, nó sẽ không đi qua được, nó không đi qua được cái rãnh não này ha, không đi qua được cái rãnh não này. À, và nó tùy theo giai đoạn, nếu mà giai đoạn cấp đó, thì nó sẽ có tăng đậm độ. Còn giai đoạn mà mạn thì nó sẽ giảm đậm độ như vậy ha, nó gần như bằng dịch não tủy. Cái chỗ này là hình liềm ha, hình liềm giảm đậm độ. Rồi thì hình hai cái hình này mô tả hai cái đặc điểm khác nhau ha, của tụ máu ngoài màng cứng và tụ máu dưới màng cứng. Tụ máu ngoài màng cứng thì nó sẽ vẫn đi qua được cái đường giữa này, vẫn đi qua được rãnh não. Còn tụ máu dưới màng cứng thì nó bị giới hạn bởi cái màng cứng này rồi, nên nó sẽ không đi qua được cái đường giữa này, không đi qua được cái rãnh não. Anh chị nhớ hai cái điểm khác nhau, ngoài màng cứng là đi qua được ha, còn dưới màng cứng là không đi qua được cái rãnh não này, xin lỗi cái liềm não này, liềm não ở đường giữa. Rồi ở bệnh nhân này thì có hai cái tổn thương lớn, đó là bên trái nè tụ máu dưới màng cứng ha, cấp à, hình liềm, còn bên phải là tụ máu ngoài màng cứng ha, thấu kính lồi hai mặt. Rồi à, tiếp theo là xuất huyết dưới nhện ha, xuất huyết dưới nhện. À, lúc nãy mình có giới thiệu với anh chị là cái rãnh não này là bình thường nó sẽ chứa dịch não tủy màu đen, nó nằm giữa hai cái chất xám vỏ não đúng không? Đó, và nó nằm sát với cái xương sọ. Khi mà có một cái tổn thương chảy máu mà nó nằm dưới nhện đó, thì nó sẽ lấp đầy những cái khoảng rãnh não này, à, lấp đầy những khoảng rãnh não này thì mình sẽ thấy cái rãnh não này bị tăng đậm độ. À, đó là cái hình ảnh điển hình của xuất huyết dưới nhện. À, anh chị thấy nè, bình thường cái rãnh nó màu đen, bây giờ nó màu trắng nè, à, đó, à, đó là xuất huyết dưới nhện. Rồi một cái chỗ mà cần lưu ý nữa là ở nền sọ, thì hồi nãy lúc nãy mình có nói với anh chị là cái hình ngôi sao đó, anh chị nhớ không? À, nó sẽ có cái hình ngôi sao nó chứa bể trên yên đó, à, nó sẽ màu đen nha, nó có dịch não tủy nó bây giờ nó chảy máu vào đó ha, thì nó sẽ tăng đậm độ. Thì đây cũng là một cái hình ảnh của xuất huyết dưới nhện ha. Thì xuất huyết dưới nhện là đặc điểm trên các lớp vi tính là tăng đậm độ các rãnh não và bể não, mình nhớ chỗ đó. Rồi ví dụ như trường hợp này cũng vậy ha, các rãnh não nó bị tăng đậm độ là xuất huyết dưới nhện ở đây ha, là tăng đậm độ ở rãnh xương dưới ha, rồi dọc dọc theo liềm não ha. Thì anh chị thấy nhỉ? Hình ảnh là những hình ảnh điển hình của xuất huyết dưới nhện này.
còn đây là xuất huyết trong não thất. À, trong não thất thì bình thường cái não thất của mình á là nó phải màu đen chứ nó chứa dịch não tủy. Bây giờ mình thấy cái mực dịch máu đây, mực dịch máu đây thì đó là xuất huyết trong não thất. Trong não thất thì nó khác với vôi hóa ha. Đôi khi mình thấy những cái chấm chấm trắng trắng trong này thì nó không phải là máu đâu, nó nằm lơ lửng trong cái não thất, nó là vôi hóa ở dịch não tủy. Thường nó đối xứng, xin lỗi, vôi hóa của đám rối mạch mạc nó nằm đối xứng, còn máu thì nó sẽ chảy và nó lắng xuống, nó tạo lên cái mực dịch máu. Hai cái đó nó khác nhau. Còn vôi hóa ở giữa là vôi hóa tuyến tùng ha. Rồi, tiếp theo là dập não ha. Tiếp theo là tổn thương dập não. Dập não thì người ta định nghĩa nó là một cái tổn thương mà đụng dập của nhu mô não, có cái ổ xuất huyết kèm theo là cái viền phù não xung quanh ha. Đó là tổn thương dập não. Thì khi mà chấn thương thì mình chỉ thấy những cái vùng mà nó sát với xương, các cái bản xương á, mà nó có xuất huyết và nó kèm phù não xung quanh thì đó là dập não. Theo là tổn thương sợi trục lan tỏa. Thì tổn thương sợi trục lan tỏa thì là đây là những cái chỗ mà nó ranh giới gì chất xám và chất trắng, nó có nhiều cái ổ, nhiều cái ổ xuất huyết nó nằm ở giữa ở ranh giới gì chất xám và chất trắng. Thì CT thì nó ít nhạy, đôi khi nó bình thường, còn cắt lớp vi tính thì nó, xin lỗi, cộng hưởng từ thì nó sẽ nhạy hơn cho cái CT để chẩn đoán cái bệnh lý này. Ở một bệnh nhân chấn thương mà anh chị thấy nhiều cái đốm xuất huyết ở ranh giới với chất xám chất trắng trên CT thì mình cần nghi ngờ đó là một tổn thương sợi trục lan tỏa. Thường thường những bệnh nhân này thì thường vào thì nó khí giác nó lơ mơ rồi. Rồi tiếp theo là cái bệnh lý của tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não thì có hai dạng, đó là xuất huyết và nhồi máu. Xuất huyết là nhồi máu, xuất huyết là vỡ các mạch máu. Rồi, nhồi máu là do có cái cục máu đông hay là hẹp mạch máu gì đó, không có thiếu máu nuôi một cái nhu mô não đó. Thì khi mà chẩn đoán hình ảnh này có vai trò đó là phát hiện xuất huyết ha, là xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ. Thì trên các lớp vi tính đó, thì ở một có một điểm lưu ý đó anh chị, đó là ở bệnh lý này đó là CT nó nhạy trong phát hiện xuất huyết nhưng mà nó không nhạy trong phát hiện nhồi máu. Còn điểm lưu ý là gì? Nó không nhạy trong phát hiện nhồi máu. Do đó những trường hợp mà CT bình thường thì cũng không loại trừ là bệnh nhân có nhồi máu não ha. Do đó mình khi mà mình CT mà bình thường thì bệnh nhân nhồi máu não thì mình có thể chụp chụp cộng hưởng từ ha, cộng hưởng từ. Rồi thì ở chỗ này là một cái bình hình khi mà cái ổ tụ máu ha, tụ máu trong nhu mô não điển hình cho xuất huyết não ha. Bên trái. Còn chỗ này là vôi hóa liền não ha. Đường giữa là vỡ hóa liền não, ở chỗ này là xuất huyết não. Rồi thì trên các lớp vi tính mấy anh chị sẽ thấy là nó không nhạy, không nhạy để phát hiện nhồi máu não đâu. Khi mà nếu mà mình thấy những cái giai đoạn mà nó phù não như vậy, là thiếu máu mà nó phù não, nó giảm động độ như vậy rồi thì nó đã ở giai đoạn muộn rồi, ở giai đoạn muộn rồi. Và thường thường những cái trường hợp này là khó cứu lại cái nhu mô não này đó. Thì đặc điểm trên các lớp vi tính hình ảnh nhồi máu não mà ở giai đoạn mà nó muộn đó, là có những cái ổ giảm đậm độ mà nó phù não giảm đậm độ theo cái phân chia của mạch máu. Còn ở giai đoạn sớm đó, thì nó có nhiều dấu lắm, ví dụ như là dấu tăng đậm độ động mạch não giữa thì chứng tỏ có cái huyết khối trong động mạch não giữa này, thì có thể mình nghi ngờ là nó nhồi máu mình kết hợp với lâm sàng nếu mà nó có yếu liệt nửa người cùng bên chi phối. Và đối bên chi phối thì mình sẽ hướng mình tới chẩn đoán là có nhồi máu. Rồi trường hợp này là nó bị bên nào bất thường, là bên bên phải này bất thường ha. Bình thường mình sẽ có là những đuôi nè, những bèo và đồi thị, còn cái bên đây là nó bị nhồi máu rồi là xóa xóa mờ cái nhân đuôi và nhân bèo. Đây là một trong những cái dấu hiệu sớm của nhồi máu não trên CT. Thì nó có nhiều dấu lắm, thì thường thì dấu hiệu chính là xóa mờ các nhân xám ha, mất ranh giới giữa chất xám và chất trắng, rồi tăng đậm độ động mạch não giữa đó. Những cái này trong cái phần lý thuyết mình chỉ học.
đó là một số cái cơ bản ha, cái phần mình trao đổi để mình đọc cái phim. Như mình tới phần đọc phim thì tới cái phần này thì chắc tới mấy anh chị là chính nha, mình sẽ gọi thì mấy anh chị sẽ trả lời nha. Cái phần này đã có gửi cho mấy anh chị trước rồi. Rảnh này là rảnh xin virus ha, hai bên này rảnh xin virus, ở giữa này là não thất ba ha, rồi cái này là sừng sừng trán não thất bên chưa. Rồi, tiếp theo dạ một thầy chỗ là cầu luôn, não thôi. rồi đúng rồi ha, cầu não ha. Rồi tiếp theo vị trí này là rãnh não ha mấy anh chị, rãnh não là có màu dịch não tủy là màu đen đây, đây là não thất bên ha, thân não thất bên. Rồi. Rồi. Chỗ này á là cái phim này là phim xoang ha, cái phim này cửa sổ xương này mình để ý là xương đây nè, phía bên này là nó bị gãy cái cung gò má ha, nó có hai cung gò má hai bên thì chỗ này nó bị gãy cung gò má, rồi nó gãy thành trước của xoang hàm bên phải mà nó có tụ khí và tụ dịch trong cái xoang hàm bên phải nè. À, đây là xoang hàm bên phải nè, thì nó sẽ có dày cái niêm mạc phía trong, dày niêm mạc phía trong. Còn cái này là gãy cái xương xương gò má, xin lỗi xương hàm ha, gãy xương hàm vị trí này, này là tổn thương gãy xương ha. À, này cũng tương tự ha, nó bở xoang hàm, mở xoang hàm. Cái chỗ này thì mình nhắc lại, mình chỉ lại cho mấy anh chị cái giải phẫu cái xoang chút xíu. Rồi mình đi từ dưới lên trên nha, đi từ dưới lên trên. Thì mình có cái xoang, xoang mà hai bên này nè, hình tam giác. Xin lỗi, kiếm cái hình bình thường cái. Rồi. Bình thường cái xoang mình nó là nó chứa khí, nó chứa khí, xoang hình tam giác hay là xoang hàm, bình thường nó chứa khí, ở trong này nó chứa khí hết. Rồi mình thấy mà cái chỗ nào á mà nó mờ đi giống như vậy nè. À, nó bất thường, nó có thể dịch hoặc là do nó dày niêm mạc nó xoăn lên hoặc là có polyp bên xoăn bên trong này à. À, thì cái chỗ này á nếu mà nó nhô như vậy á thì mình nghĩ nó là dày niêm mạc, còn nếu mà nó nằm ngang á, cái đường nó nằm ngang nó phân chia với mật dịch với khí là mình nghĩ nó là tụ dịch à. Còn trong trường hợp mà mình thấy dịch tụ dịch mà có các ống khí mà cái thành xoăn nó bị vỡ thì mình nghĩ tới đó là một cái trường hợp là do máu ha, vỡ xoang tụ dịch tụ máu ở trong à. Rồi khi mà mình đi lên nữa, mình đi có những cái lát lên lên trên thì mình sẽ thấy là cái giữa cái vách ngăn mũi là mình có cái xoang gọi là xoang sàn ha, xoang sàn không biết sao nó là xoang xoang bướm, thì chỗ này nó bị dày niêm mạc ở xoang sàn và xoang bướm này, nó bị mờ cái xoang này đấy. Và cái xoang sàn này thì có vẻ nó bình thường nè, nhưng mà cái xoang bướm bên đây nó bị mờ, bị dày niêm mạc ở trong này à. Đây cũng tương tự là xoang sàn nó có vẻ nó thông thoáng, nhưng mà bên đây xoang bướm bên đây bình thường, phải bình thường mà xoang bướm bên đây nó bị dày niêm mạc à. Hai xoang hàm này nó gần như là nó dày niêm mạc mà nó dày đặc hết luôn, xoang hàm hai bên ha. Trường hợp này là xoang hàm bị vỡ xoang hàm em, anh chị thấy nó lún xuống nè đó, có khí tụ dịch khí trong đây. Đấy, có mình nghĩ là tụ máu ha. Còn chỗ này là do là dày niêm mạc thì nó sẽ đi theo, nó len lỏi theo các cái thành, nó nếu mà dịch thì nó sẽ nằm ở mức ngang này chứ nó không thể nào mà nó treo lên như vậy. Rồi tiếp theo là ở nhu mô não ha, này mình nhìn đây ha, hai bên nè thì mình so sánh nè, bên trái là nó có cái tổn thương hình liềm nè, thấy chưa, hình liềm mà nó giảm đông độ nè. Rãnh não mình là bình thường nó phải nằm sát ngoài này đó, rãnh não mình nó phải nằm sát, còn cái chỗ này là liềm não, rãnh não mình màu đen nè, thường nó phải nằm sát ngoài này
Đây, cái não bây giờ nó là bị đẩy vào trong. Đúng chưa? Đó, tổn thương hình liềm mà nó có chứa cái đậm độ này là nó thấp. Đậm độ thấp thì như là tụ máu dưới màng cứng bên trái. Và giai đoạn này khả năng là giai đoạn mèo. Này cũng tương tự ha, tụ máu dưới màng cứng ha, này là giai đoạn cấp. Đó. Cái hình này nó hơi khó là tại sao? Cái chỗ này nó gần gần giống như nhu mô não. Nó giữa giai đoạn bán cấp và giai đoạn mạn nên mấy anh chị khó thấy. Còn giai đoạn này là giai đoạn mạn rõ rồi ha. Này là tụ máu mà dọc theo cái rãnh não ha, không nói dọc theo rãnh não. Xin lỗi, liềm não, không nói dọc theo liềm não. Hình này là tụ máu ngoài màng cứng ha, hình thấu kính lồi, thấu kính lồi. Hai bạn này thì dễ rồi. Đây cũng tương tự ha, tụ máu ngoài màng cứng bên. Dạ thầy ơi, cái hình 23 mình có thể là nói tụ máu dưới da, ủa tụ khí dưới da không? À thì ở ngoài này thì nó gồm mình đọc mình chưa nhấn mạnh với mấy anh chị ha, chỗ này là có cái tụ xin lỗi, phù nề mô mềm ha, phù nề mô mềm với một ít khí trong mô mềm nè, chỗ này là bị chấn thương, chỗ này nó phù nề trong mô mềm ha, chứ không phải tụ khí dưới da đâu nha. Cái chỗ này là cái lớp màu đen ở ngoài này là lớp mỡ đó. Rồi cái này là tụ máu ngoài màng cứng kèm với phù nề mô mềm ha, nhưng mà tổn thương chính của mình là tụ máu ngoài màng cứng. Rồi. Ở đây là tụ máu đâu? Ngoài màng cứng nha, màng cứng mình thấu kính. Rồi. Ở đây nó kèm kèm theo nó là xuất huyết dưới nhện đó. Xuất huyết dưới nhện đó. Nhưng mà cái hình này nó không rõ. Ở đây cũng vậy ha, tụ máu ngoài màng cứng. Bên hình này là tụ máu ngoài màng cứng, còn hình bên này là tổn thương là dập não ha, dập não, những cái tổn thương nãy mình nói đó. Nó gần vị trí mà sát xương nè. Và nó có những cái ổ xuất huyết mà có kèm phù não xung quanh thì mình nghĩ đến là dập não nha, đụng dập vô mô não. Rồi, tới cái hình này mới là xuất huyết dưới nhện nè. Cái rãnh não này là nó lẽ nó màu đen, bây giờ nó màu trắng. Thì hình này mới là xuất huyết dưới nhện. Nó khác như nãy ha. Này cũng tương tự ha. Cái rãnh não nó bị tăng đậm độ là xuất huyết dưới nhện. Đúng rồi ha, hình này xuất huyết khoang dưới nhện ha anh chị. Này ở tăng đậm độ rãnh não ở rãnh synovial. Chỗ này là hai bên này là rãnh synovial, chỗ này là đáng lẽ nó có hình ngôi sao đó. Ngôi sao là nó phải màu màu đen đúng không? Bây giờ nó màu trắng nè, tăng đậm độ ở cái bể não, bể trở niên. Xuất huyết dưới nhện ha. Này cũng tương tự. Rồi, chỗ này là xuất huyết trong não thất, nãy mình có nói rồi ha. Tăng đậm độ trong những cái não thất. Ở đây là cái chỗ này là cái vôi hóa ở đây là chảy máu đây, còn chỗ này là cái chỗ vôi hóa của cái đám rối mạch mạc. Bên này cũng tương tự ha, bên này tương tự luôn. Bên này là xuất huyết não mà nó xuất huyết tràn vào não thất, xuất huyết não mà nó tràn vào não thất luôn. Đây cũng là cái ổ dập não, đây tương tự ha, sát xương nè, cái ổ xuất huyết mà kèm với cái viền phù não màu đen đen xung quanh nè. Đó là dập não. Ở đây cũng tương tự. Rồi. Thì cái bài hôm nay này nó cũng có khá nhiều cái nội dung để phải nhớ ha. Thì mấy anh chị về nắm lại, quan trọng là cái giải phẫu. Giải phẫu rồi mỗi cái cửa sổ để khảo sát cái gì? À, giải phẫu. Thì cái giải phẫu thì nó nhiều lắm, nhiều khi mình chỉ như đây là mình không học kỹ á, thì mình không có nhớ nổi nha, mình cần luyện luyện lại à, mình ôn lại cái phần giải phẫu. Rồi về chấn thương thì nó sẽ có hai nhóm thôi, hai nhóm chính là nếu mà ở phía ngoài hộp sọ thì mình có lún sọ và nứt sọ thì nó dễ rồi, còn ở trong nhu mô phần trong nội sọ này nè thì mình sẽ có là ngoài trục với trong trục. Ngoài trục thì mình gồm có, mình nhắc lại ha, tụ máu ngoài màng cứng. Ngoài màng cứng là hình thấu kính lồi hai mặt nha. Đó, ngoài màng cứng là thấu kính lồi. Rồi dưới màng cứng là liềm. À, tăng đậm độ là giai đoạn cấp, còn giãn đậm độ là giai đoạn mạn. À,
cần lưu ý những cái giai đoạn mà nó ở giai đoạn bán cấp á, ở giữa cái phần nhu mô não này, cái phần mình tụ máu này, nó có cái đặc độ gần gần giống như nhu mô não thì mình dễ bỏ sót. Thì một trong những cái đặc điểm đó là nó đẩy cái rãnh não vào phía trong nha, nó đẩy rãnh não vào phía trong, cái tổn thương hình liềm mà nó đẩy rãnh não vào phía trong nó. Rồi ở dưới màng cứng thì là sẽ có cái điểm lưu ý như vậy. Rồi, dưới màng cứng thì có cấp có mạng ha. Rồi một cái tổn thương tiếp theo là xuất huyết dưới nhện. Xuất huyết dưới nhện thì là tăng đậm độ các rãnh não và bể não ha. Ở đây là rãnh não, ở chỗ này là bể não. Đó. Có những vị trí mình cần lưu ý, chỗ này là rãnh sinuvius nè, rồi rãnh não nè, và bể trên yên, những vị trí đó nó điển hình đó, mình lưu ý xuất huyết dưới nhện. Đó là những tổn thương ngoài trục. Còn trong trục thì mình có là xuất huyết trong nhu mô não, là đụng dập nhu mô não. Thì mấy anh chị nhớ đụng dập đó là nãy giờ mình nhắc đó, ha, là cái ổ tổn thương này, cái phần mà nó sát cái xương á và nó có xuất huyết mà nó kèm viền phù não xung quanh, nó là dập não. Rồi. Như vậy thôi ha. Thầy ơi, mình nêu cái tổn thương, mình không có nêu cái vùng nào hết thầy. Có chứ chị, nên mình nói mình chỉ mình nói khi mà mình hướng dẫn mình nói nhanh với anh chị thôi. Ví dụ như mình anh chị thấy chỗ này đó là ở đâu, mình cần ghi ra cái vị trí nha. Ví dụ như thái dương trẫm hay bên trái hay bên phải gì đó, như chỗ này là ở đâu thì trẫm ha. Rồi đó, vị trí này là thì thái dương, ví dụ như vậy anh chị cần nhớ chỗ đó được chưa. Đó. À, vùng trán ha, vùng trán bên phải hay bên trái, nãy mình có nói rồi, nên là bên phải nên bên trái được chưa, chủ yếu là vậy thôi. Cái còn mà chi tiết các vùng nữa thì nó hơi khó, em đưa một lát hình nó hơi khó cho mấy anh chị ha. Rồi chào mấy anh chị.